Nhanh cái tay lên, bao nhiêu hàng ngồi mà sao à? Nhìn cái gì mà nhìn? Đóng hết hồn anh nhưng sao để lông, nghe chưa? Rồi sợ quá. Này làm sao mày? Đây hay, con không nhìn thấy à? Cái gì mày? Có gì đâu, mẹ sẽ cho con anh. Thật à? Vâng. Bố anh đi đâu vậy? Quả này về đây chất đến bà nghe chưa? Bây giờ hai mẹ con mẹ muốn sao? Úi giời, tưởng thế nào cơ? Có hai cái sợ ngay nhờ. Vâng. Quả này thì mẹ xem mất nóc nhà rồi. Mẹ làm dần dần thôi, không có hết gì ạ. Thôi con này hỏng rồi, biết vậy đẻ mẹ quả trứng ăn cho nó xong. Ừ, bố tặng con một tí. Con giả mẹ quả trứng này, từ mai không có mẹ con gì hết. Ơ cái con này. Mẹ làm đi. Đi bố. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lắc lưới không còn được, bố con mày được đấy. Con đứa này nè. Con cái gì? Thắng mắc mua, thua mắc nắp. Chị bố. Đi. Ui ôi, hơi quá. Mẹ xe đâu? Lại gọi, suốt ngày gọi. Có một cái đôi giày thôi, sao mà em đặt đây? Hả? Tại anh đi đặt bóng không môi hôi chân vào đi. Không nói nhiều. Mua được khác đây. Ông cứ đợi đấy. Thôi ơi, lấy cái lợn cho mẹ. Ok mẹ. Mẹ xin nghỉ chưa? Rồi, gặp đi con. Chuẩn bị có giày mới rồi. Ở nhà đợi mẹ nhá. Xin lâu về thế. Mẹ về rồi đây. À, mẹ xem ngõ ếch đỏ à. Lần này nóc nhà là của ai? Vào. Được rồi. Chết chưa? Lóc nhà của ai? Mày nhìn thấy chưa? Bà mẹ nó thế nào? Ôi chết rồi. Ô, hai bạn này yêu nhau à? Tại sao không thể thấu hiểu khi tim mình vẫn có mấy ông bọn này. Vậy thì bây giờ lấy lại trong nhà đây. Ông đang ở đây đây. Anh Giang ơi, Giang nhận hàng. À, con vợ mày đây rồi. Anh nhận hàng cho em cái. Anh đó tìm mắt rồi. Anh Hải ơi cứu em với. Lăng ba vi bộ. Chết mẹ mày chưa? Lần sau đừng có một vụ nào nhá. Chết bố mày chưa? Thôi vào cắm cơm. Nó không cắm đâu. Thế cô cắm không để biết lỗi. Bây giờ cắm được chưa? Cắm thì cắm suốt ngày dài đây. Cái này không.
được bao nhiêu nhỉ? Uyên ơi, cháu về rồi đây. Đi đâu bây giờ mới về? Vào dùm ăn cơm. Uyên ơi, nồi cơm của mình cắn được 20 thôi. Nồi cơm đấy à? Lan ơi, trông hai đứa hộ nha. Ok mày, hai đứa tự chơi đi nha. Vâng ạ. Trẻ con không đi được đâu. Cháu tưởng trẻ con mới được đi chứ. Tóm lại là cô không cho đi đâu. Cháu mách ra đấy. Này, cô Yến đâu rồi? Quên đi học lắm rồi. Ừ. Ô, vẫn nào xong rồi cơ mà. Lần này à, đi xuyên đêm luôn. Đi thôi, đi. Đây rồi, lại được gặp cô giáo rồi. Nó sao vậy con? Bố Hải ơi, cô giáo con bị chuyển trường rồi. Thật không? Bố lại khóc. Cô giáo chuyển trường rồi, chứ mai bố gặp cô giáo nó sao chẳng khóc. Bố nhí đi để con nhí cách. Thật không? Thật. Đi. Ơ, hai bố cái kia chưa trả tiền giấy à? Giấy nào? Tiền bố đau nước mắt đây. Ai bảo mang đến làm gì? Ơ, bao tiền? 164 bịch miễn ship. Dạ. Ơ, con này nghỉ cách cho bố nhá. Các bố quan hệ học bây giờ đã. Cô giáo con chỉ trường rồi mẹ. Thì làm sao? Bố Hải khóc. Làm sao bố khóc? Anh đi đâu? Mà công trật với cô giáo dạy thối nên nói nhiều khản tiếng. Bây giờ học xong rồi, cô thử kiểm tra bài cũ nhá. Vâng. Con tự giới thiệu bản thân đi. Con thưa cô, con tên là Linh Ngọc Hà My, bố mẹ con là bố Hải Xuyên. Thối rồi quá, vậy bố mẹ con làm nghề gì? Bố mẹ con ở nhà bán hôn ách. Ôi thế à? Nhưng mà bố con bị hôn ách. Ui giời ơi con ơi, là mối nhục quạt quá. Thế bố mẹ con bán được nhiều không? Được nhiều lắm cô ạ. Được, cái này thì được. Nhưng mà bố con không có tiền đâu. Sao thế? Mẹ sẽ có hết rồi. Ui ơi. Bố con làm sao thế? Bố con bị sờ hở đấy. Không biết cái thổi quán nhà không nhỉ? Thổi ơi! Cô đến đây làm gì? Đến cô đây hôi nách. Không không không. Hôi nách đến. Không 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 không. Là gì nhỉ? Cô đến mua hôi nách cái gì? Ờ đúng rồi, cô đến mua hôi nách. Có câu nói mãi không xong. Lẫn cô tí. Hôi hôi mà bao. À không. Bao bao. Ơ bì. À không không không. Bao tải, à không không, bao nhiêu? Một cô bình nữa. Stop, thối càng nói càng sai. Thối xin lỗi cô đi. Xin lỗi cô cất. Thì có mua không? Số mấy đây? Số 1 mẹ. Ông ấy đâu giờ về? Thì đi đâu hàng, đi đâu. Thế tiền đâu? Tiền nong giờ này không quan trọng hết. Thế tiền không quan trọng thì cái gì quan trọng? Giáo dục con cái mới là quan trọng. Ý ông là sao? Mẹ mày xem này.
Cô định làm gì? Số này số mấy? Số 1 số mấy? Số 2 số mấy? Số 3 ạ. À chà, giỏi nha. Chú Yên. Giỏi nha. Thế số 1 tiếng Anh học là gì? Con có biết tiếng Anh đâu. Đấy, mẹ mày thấy chưa? Phải thuê gia sư dạy tiếng Anh ngay. Nghe anh hợp lý nhỉ? Mẹ mày để anh lo vụ này nhá. Được rồi, mai bố mày tìm thầy giáo dạy tiếng Anh đi. Dạy thầy giáo? Cô giáo dạy tiếng Anh nó mới chuẩn. Sao lại cô giáo? Mẹ không hiểu à? Cô giáo như mẹ hiền nhá. Để bố mày làm kèo này nhá. Thôi chịu khó học con nhá. Chắc bố hay lại có âm mưu gì đây. Bố hay làm gì mà má chứ đòn cây? Đi về con. Sao nay bố buồn vậy? Từ hôm cô giáo chuyển trường, bố chả còn tâm trạng nào mà đưa con đi học cả. Con cũng buồn bố ạ. À, con có cách này. Cách gì con? Cái gì? Sao lại chuyển trường? Đấy, mà cô giáo ấy đang dạy thối học như vậy, đang dạy rất là giỏi. Mà theo chương trình ấy thì phải học cho nó đàng hoàng, nên chúng đi con mình nó học giỏi chứ, đúng không con? Đúng với mẹ. Thật không? Mẹ không đi ngon. Thôi rồi, để tính. Hả? Yeah! Nào, há miệng ăn nhanh còn học nào. Nào, mâm. Cô dạy em học đi. Nào học nha. Đây là số mấy? Số 1 ạ. Số mấy nữa đây? Số 2 ạ. Đúng rồi. Đây nữa nào? Số 3 ạ. Chuẩn luôn, con Hải giỏi quá. Bạn Hải đang cho cô số 1 tiếng Anh là gì? Là oan ạ. Số 2 tiếng Anh là gì? Chu ạ. Số 3 tiếng Anh là gì? Là sri ạ. Sai rồi, để cô lọc lại nhá. Đây là truy. Dạ vâng ạ. Giỏi quá, để cô thưởng cho bạn Hải chùm nho nha. Này anh ơi, em làm gì ở cổng em vậy? Ô, hóa ra là mơ. Cô giáo về rồi à? Vâng, em vừa đi dạy về. Thế anh tìm em có việc gì không? Chuyện là như này, cô giáo có dạy thêm tiếng Anh không ạ? Có anh ạ, nhưng mà đợt này em bận lắm. Cô giáo ơi, vừa nãy em đã đám cổ rồi, muốn cho cô ăn học đàng hoàng, muốn đi tìm hết gia sư này, gia sư nọ, nhưng mà các cô đều bận rồi. Bây giờ là em muốn cho cháu học thêm tiếng Anh cô ạ. Cô thu em quả này nhá. Thôi anh nín đi. Ý anh là muốn dạy tiếng Anh cho cháu đúng không? Dạ vâng ạ. Thế đây có gì để mai em thu xếp nhá. À, cô giáo thu xếp xong rồi báo cho em nhá. Vâng, có gì mai em gọi sau nhá. Dạ vâng ạ, em biết em về ạ. Vâng, anh về nhá. Vâng. Bố đợi ai đấy? Bố đang đợi cô giáo đến dạy học cho con cái gì nữa. Ô, hôm nay được nghỉ mà bố. Ừ nhỉ, hôm nay là ngày, bây giờ làm sao gặp được cô giáo? Mày xem ơi, đi xin hôm nay tí nhá. Mày thế, cứ tưởng cô giáo có chồng của con rồi. Chị ơi em về đây. Em về nha. Ngoan ngoan mẹ thương. Anh Giai ơi, Giai nhận hàng. À, con vợ mày đây rồi. Anh nhận hàng cho em cái. Em nhận cho hàng này. Anh đói tím mắt rồi, anh Hải ơi cứu em với. Lăng ba vi bộ. Chết mẹ mày chưa? Lần sau đừng có một vụ nào nhá. Chết bố mày chưa? Bọn ra để quét cái nhà. Nhấc cái chân lên. Không nhìn thấy quét à? Ôi bố sợ mẹ à? Bố sợ đâu mà sợ à? Con sợ
cho bố con tôm. Con tôm biết bật bố đi không? Mẹ xem ơi, bố đóng hàng này. Hả? Thầy bảo ăn tôm giờ đi con nấu. Nhiều mà không biết lối mà về mà đi chơi quả này về thì chết mà. Anh đâu giờ về? Thì anh đi có việc tí về. Không gì. Anh biết hàng về nhiều một mình em nhà bán sao hết. Hàng về anh về luôn nhớ. Mang này đi bán bao giờ hết thì về. Đây được. Suốt ngày lượn đi chơi. Đi nhanh. Đi. Khả năng đứa này lại ngủ ra ngoài đường rồi. Love is in the air, I'm gonna take you high. I drive you crazy every night. Anh thấy được không? Em mua hồ hồi nách à? Không, em còn có cái này còn hay hơn hồi nách của anh cơ. Gì em? Lên ra! Ui ui! Rồi, thằng này đi thằng em! Hơn 2 tiếng chào bản cùng đưa tay anh này anh ra rất kiên lên mây say xem này mây anh đẹp vẽ ra anh trong mơ chờ ngọc sáng anh qua đây ôi sao như chàng đẹp trai ôi chàng đẹp trai. Ông Hải đâu? Có đâu hôm nay cái tẩy lông này mang ship đi. Ok. Bố Hải nay đi giao hàng sớm thế. Cô giáo ơi, ai kìa đây? À, các em, nay nhỏ nó lai đến. Vâng, cô giáo vào nhá. Ơi, ra lấy hàng chị ơi. Cái gì mà cả hôi nách chấm tẩy lông này? Anh ơi, hàng gì thế anh? Anh ơi cho em xin hàng. Em muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh của em bao nhiêu tiền vậy anh? Không lấy tiền đâu. Thế em cảm ơn nhá, em đi vào luôn đây. Khoan đã. Sao vậy anh ơi? Hình như sáng nay em lai cô giáo đến nhà anh đúng không? Vâng, em là bạn cô giáo mà. Thế em dạy môn gì? Em dạy môn tiếng Anh ạ. Chúng em vào đây thử việc nhá. Nào, vào đây nhá. Vào việc nhá. Mẹ mơ gì vậy mẹ? Bố Hải mày đâu? Bố Hải đang đóng hàng sang bên kia. Thôi, giúp bố cái này cái. Giúp bố gì? Giúp cái này, đơn giản lắm con. Bây giờ bố làm cái này nhá. Đúng con. Được. Đi. Vào việc đi bố.
Ok con. Bố con thấy bị sao vậy? Bố con bị sáng nước cô ạ. Chạy ra để bố có ấp cho ạ. Thì bố ta ăn rồi. Thôi thôi thôi.